Bài make up của học viên nhà chị giáo Mai Phan sau 6 tuần rèn luyện sẽ như thế nào? Anh thì không biết được thoát ra làm sao, lựa một lời chào phải thật là ngầu nao. Nay từ đứng xa toàn mấy câu tào lao, lại gần một chút cho anh ngắm nhìn người vài phút say cho cơn mơ thiên đàng. Quên đi chuyện của nhân gian, hoa và trăng sao ta theo thiên mạng. Nhiều lần rồi đấy nhé, dài xong rồi đấy nhé.